Hoàng Phát và Ánh Xuân kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Bản tin kinh doanh bất động sản. Một điểm báo. Và điểm đến Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức nổi bật trong bản tin thời sự do biên tập viên Hoàng Phát giới thiệu. Xin mời anh Hoàng Phát. Cảm ơn biên tập viên Ánh Xuân. Mở đầu bản tin hôm nay là những tin tức trên lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian qua, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã đạt được những kết quả khả quan. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tỷ trọng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng lên. Hiện toàn tỉnh đã có 31 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động, trong đó 18 dự án trồng trọt, 3 dự án chăn nuôi, 8 dự án thủy sản, 2 dự án chế biến nông sản. Về tổ chức công nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, ngành nông nghiệp tỉnh đã thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận hai doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao là Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nho Hố và Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt, xây dựng hai hồ sơ đề nghị công nhận hai vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm vùng tôm giống công nghệ cao An Hải và vùng rau an toàn An Hải. Để tiếp tục thực hiện đề án đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2030, thời gian tới, ngành nông nghiệp các địa phương trong tỉnh sẽ chú trọng công tác hỗ trợ, nghiên cứu, lựa chọn giống mới, công nghệ, quy trình sản xuất hiện đại, hiệu quả, nhất là lựa chọn các giống cây trồng vật nuôi đặc thù, tiềm năng, lợi thế để tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa. Trước tác động của biến đổi khí hậu, Ninh Thuận luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiều nông dân đã chủ động đầu tư và nhân rộng mô hình tưới nước tiết kiệm, qua đó góp phần giải quyết bài toán thiếu nước sản xuất vào mùa khô hạn, đồng thời giúp giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Phước Bình là xã vùng cao, có độ dốc lớn nên khả năng giữ nước kém. Trước đây vào mùa nắng hạn, nhiều diện tích đất sản xuất, nhất là đất trồng cây lâu năm ở các triền núi, thường xuyên thiếu nước tưới, khiến năng suất cây trồng đạt thấp. Để giúp người dân sản xuất hiệu quả, thông qua các chương trình hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, địa phương đã tập trung hỗ trợ bà con lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, đồng thời thành lập các tổ đến từng thôn tuyên truyền nhân rộng mô hình. Nhờ vậy đến nay, trong gần 200 hecta trồng cây lâu năm thì có trên 100 hecta lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm. Từ kinh phí hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ, anh Carter Úc đã lắp đặt thử nghiệm hệ thống tưới tiết kiệm trên một sào đất trồng sầu riêng. Nhận thấy mô hình có nhiều ưu điểm nổi bật như tiết kiệm chi phí, thời gian và nguồn nước tưới, giảm công lao động, cây sinh trưởng tốt và cho năng suất cao, anh Úc quyết định nhân rộng ra chính sào đất của gia đình. Tưới đường ống kéo là nó tốn thời gian, nó mất cái một ngày tới hai ngày, còn cái này thì hệ thống tiết kiệm thì nó giúp mình tưới tầm vòng 2 tiếng là nó thấm hết. Còn tại xã Mỹ Sơn, diện tích sản xuất nông nghiệp gần 11.000 hecta, nhưng đất chủ động nước tưới chưa tới 2.500 hecta, phần còn lại phụ thuộc vào nước trời. Để sản xuất hiệu quả, ngoài đẩy mạnh chuyển đổi sang trồng các loại cây ít tốn nước và có giá trị kinh tế cao, nông dân xã Mỹ Sơn còn tập trung nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm với diện tích gần 200 hecta. Mặc dù nước nó xuống từ từ thì nó sẽ rút, nó ẩm hết mía mặt đất, nó không có phải neo nước ở trên mặt. Neo nước trên mặt thì nó sẽ chảy toát ra ngoài hết à. Cho nên mình phải tưới tiết kiệm thì nó phun nhẹ nhẹ từ từ, lâu ngày nó mới thấm được á, thì cây cối nó cứ mát miết thôi. Việc ứng dụng mô hình tưới nước tiết kiệm đã giúp nông dân giảm 20-40% lượng nước tưới, tăng năng suất cây trồng lên 15-20%, giảm 30% công lao động và tăng thu nhập cho người sản xuất từ 10-15%. Đồng thời tạo điều kiện phục hồi hệ sinh thái ở các vùng đất bị xói mòn, hạn hán, đang có nguy cơ hoang mạc hóa. Đặc biệt, mô hình này phù hợp với điều kiện kinh tế của nông dân nhờ chi phí đầu tư thấp, chỉ từ 1,5 đến 3 triệu đồng một sào. Trong cái thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục là đưa ra những cái mô hình tưới tiết kiệm phù hợp cho từng cái loại cây trồng và trên từng cái chân đất. Hai nữa là đẩy với cái cơ chế chính sách của tỉnh là trên cái quyết định 65
Nay thì có cái quyết định 15 để điều chỉnh cái kéo dài cái quyết định 65 thì đơn vị sẽ cùng với các cái địa phương khuyến cáo bà con trong cái vấn đề chuyển đổi cây trồng và kết hợp với tưới tiết kiệm. Trước tác động của biến đổi khí hậu, việc chủ động lắp đặt và nhân rộng mô hình tưới nước tiết kiệm được xem là giải pháp giúp giảm công lao động, tăng năng suất cây trồng và tăng thu nhập cho nông dân. Quan trọng hơn, đây là giải pháp để nông dân Ninh Thuận thích ứng với biến đổi khí hậu và sản xuất hiệu quả ngay trong mùa nắng hạn. Đến nay, tổng diện tích sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm trên địa bàn tỉnh gần 1.500 ha, trong đó cây hàng năm hơn 600 ha, cây ăn quả gần 400 ha, rau màu các loại hơn 500 ha. Sau hơn một năm trồng thử nghiệm, 1 ha cây rau ngũ gia bì hương trồng xen canh dưới tán cây ăn quả ở xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, bước đầu đã cho những tín hiệu khả quan. Việc mở rộng diện tích đang được địa phương cân nhắc kỹ lưỡng. Năm đầu tiên, 1 ha rau ngũ gia bì hương đạt sản lượng gần 2 tấn, là một loại thảo dược quý cùng họ với sâm tốt cho sức khỏe. Loại rau này được thị trường đón nhận với giá bán 40.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật thì từ năm thứ hai trở đi, 1 ha ngũ gia bì hương có thể cho thu nhập tới 240 triệu đồng. Hội nông dân huyện đang tiếp tục quy hoạch vùng trồng, hướng dẫn kỹ thuật và vận động bà con tham gia sản xuất giống rau đặc sản này. Phấn đấu đến năm 2025 có 10 ha rau dược liệu ngũ gia bì hương, đồng thời kết nối tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Trong năm nay sẽ trồng mới trên 2 ha tại các xã Lùng Cải, Na Hối, Thải Giang Phố. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lâm Đồng hiện dẫn đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Thực tế cho thấy, ngoài việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thì chính sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã, chất lượng, nguồn giống và việc xây dựng các chuỗi liên kết trong cung ứng giống một cách bài bản khoa học là yếu tố quyết định đến sự thành công của ngành nông nghiệp địa phương. Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngoài việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong sản xuất, công ty Langbian Farm luôn ý thức được tầm quan trọng của việc chọn các loại giống cây trồng phù hợp để canh tác. Chính vì vậy, trên diện tích khoảng 30 ha sản xuất tại xã Đà Sa, huyện Lạc Dương luôn được đơn vị này lựa chọn kỹ càng nhà cung cấp giống để việc sản xuất trở nên thuận lợi hiệu quả. Ngày xưa cha ông ta nói là nhất nước nhì phân tám cần tứ giống, nhưng mà thực ra thì công nghệ thay đổi thì như chúng tôi đánh giá là nhất giống chứ không phải là nhất nước, vì những cái phần kia có thể hoàn toàn có thể kiểm soát được. Trong cái giống rau thì chúng tôi đang sử dụng 90% là của Rí Quan, giống của Rí Quan khá nổi trội so với các cái hãng khác, ví dụ như là cái tính kháng bệnh rất là tốt, rồi năng suất và rất phù hợp với khẩu vị của cái thị trường châu Á. Hiện nay cái rau thủy canh này chúng tôi đang xuất khẩu cho Hàn Quốc, cho Nhật Bản, cho Singapore. Thì những mỗi một cái thị trường họ có một cái giống riêng và Rí Quan hoàn toàn có thể đáp ứng được những cái giống theo cái dạng như vậy. Lâm Đồng hiện đang dẫn đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trong đó nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt khẳng định được vị thế, thương hiệu, chất lượng sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. Một trong những yếu tố làm nên thương hiệu và sự thành công của ngành nông nghiệp địa phương phải kể đến đó là việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt trong quá trình sản xuất, người dân, doanh nghiệp luôn quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm giống cây trồng. Thế thì bên hợp tác xã chúng tôi là bao gồm có khoảng độ 60 hộ thành viên. Thì từ xưa đến nay thì chúng tôi chuyên là sử dụng cái giống của Rít Đoan, là cái nguồn giống nó rất là rõ ràng. Và đồng thời là chất lượng cây giống, hạt giống rất là tốt. Quan sát như thế này thì chúng tôi rất là mê rồi. Phải nói là rõ ràng là cái chất lượng hạt giống rồi cái chất lượng mà cái trái cây khi mà sản xuất ra thì chúng tôi ăn thử thấy rất là ngon. Với tiềm năng lợi thế sẵn có, cùng với sự đa dạng về chủng loại, giá trị của giống cây trồng hiện nay, đây sẽ là điều kiện quan trọng để giúp người nông dân, doanh nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng yên tâm hơn trong việc lựa chọn các giống cây trồng phù hợp theo định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích, từ bước xây dựng củng cố vị thế ngành nông nghiệp của địa phương ngày càng bền vững, hiệu quả. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến,
tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời cải thiện nâng cao điểm số và kết quả xếp hạng chỉ số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản thông tin về việc phối hợp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ và nhận kết quả qua bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Theo đó, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến dịchvucong.ninhthuan.gov.vn để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Nội dung hướng dẫn thao tác thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận truy cập theo địa chỉ dịchvucong.ninhthuan.gov.vn/portal-dvc/kênh-tin-hướng-dẫn.asbx. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến nếu có nhu cầu hướng dẫn đề nghị liên hệ số điện thoại cố định 0259-3822-941, di động 0908-030-501 để được hướng dẫn theo quy định. Trường hợp nội dung liên quan đến nghiệp vụ của phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, văn phòng sở sẽ hướng dẫn tổ chức cá nhân liên hệ cụ thể phòng chuyên môn trực tiếp tham mưu giải quyết hồ sơ thủ tục để được hướng dẫn chi tiết. Để đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn trong giai đoạn 2022-2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa đề nghị chính phủ xem xét cho bổ sung 966 biên chế giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Cụ thể, giáo dục mầm non 217 biên chế, tiểu học 387 biên chế, trung học cơ sở 245 biên chế, trung học phổ thông 117 biên chế. Trong đó, hai huyện Tuy Đức và Đắk Gờ Long, tình trạng thiếu giáo viên diễn ra nghiêm trọng. Vậy trong những năm gần đây, tỷ lệ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào thiểu số tăng liên tục. Riêng hai huyện Tuy Đức và Đắk Gờ Long mỗi năm tăng từ 500 đến 1.000 học sinh. Tình trạng thiếu giáo viên kéo dài đã ảnh hưởng đến chất lượng việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong năm học 2022-2023, tỉnh Đắk Nông đã được chính phủ giao bổ sung 115 biên chế giáo viên. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận đã triển khai nhiều giải pháp đôn đốc thu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thông qua việc tuyên truyền rộng rãi về lợi ích, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Nhờ đó, đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh là 29,9 tỷ đồng, chiếm 2,35% số phải thu. Đây là tỷ lệ số tiền chậm đóng trên số phải thu thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây. Nhằm tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho người lao động, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội xuống mức thấp nhất theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thời gian đến, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, quy trình quản lý thu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Hàng tháng thực hiện việc thông tin, thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động để đơn vị biết và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó linh hoạt đa dạng các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, báo, tạp chí để doanh nghiệp, người dân nắm bắt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Hải quan Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các huyện có đường biên giới với Campuchia, tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, nhất là người giết mổ buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến khu vực đang có dịch, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để thực hiện xét nghiệm chẩn đoán xác định, quản lý ca bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do virus và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm AH5N1. Chỉ đạo các bệnh viện sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện, hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận ngày mới, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi không mưa, gió đông bắc cấp 4, giật cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin kinh doanh bất động sản. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Hoàng Phát. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin kinh doanh và bất động sản của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Ninh Thuận kiên quyết xử lý các dự án treo. Ninh Thuận kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.100 tỷ đồng. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung bản tin. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đôn đốc giám sát tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn và kiên quyết xử lý các dự án cố tình kéo dài thời gian thực hiện hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục đầu tư. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, trên địa bàn tỉnh hiện có 30 dự án du lịch ven biển được cấp phép nhưng mới có 9 dự án đưa vào hoạt động, 15 dự án đã triển khai thi công, 6 dự án chưa triển khai thi công. Đáng chú ý, một số dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp phép từ năm 2005 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, trong đó có dự án được cấp phép chủ trương đầu tư hơn 10 năm song đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, như dự án resort spa nho, trang trại trồng nho, nhà máy rượu vang tại xã Vinh Hải, dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ và một số dự án trọng điểm như dự án khu du lịch khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải, khu resort nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Armenia, Ninh Chữ và dự án khu du lịch Mũi Dinh Eco Park đều là những dự án du lịch lớn nhưng tiến độ triển khai rất chậm. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận vừa có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Theo đó, dự án có quy mô diện tích hơn 1,9 hectare, trong đó diện tích xây dựng nhà ở xã hội 6.128,53 m², với 1.155 căn, diện tích xây dựng nhà ở thương mại 1.532 m² với 197 căn, trong lô A hoặc B, tầng cao 15 tầng, quy mô dân số của nhà ở xã hội khoảng 4.620 người và nhà ở thương mại khoảng 788 người. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 1.134 tỷ đồng, chi phí xây dựng là hơn 866 tỷ đồng. Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành xây dựng công trình nhà ở xã hội và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong 30 tháng, hoàn thành xây dựng công trình nhà ở thương mại trong 18 tháng, thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư. Hiện đất do nhà nước quản lý nên nhà đầu tư không phải bồi thường giải phóng mặt bằng khi đầu tư dự án. Nhà đầu tư quan tâm dự án cần nộp hồ sơ đăng ký trước 10 giờ ngày 1 tháng 2 năm 2023 lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời nộp 6 bộ hồ sơ nếu có đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sở hữu nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, sự nhạy bén về cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư, Ninh Thuận từ một địa phương với điểm xuất phát thấp này đang trở thành điểm đến hấp dẫn ở khu vực vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên về thị trường bất động sản. Theo định hướng phát triển đô thị đến năm 2025, Ninh Thuận có 9 đô thị, trong đó thành phố Phan Rang Tháp Chàm là đô thị loại 2. Đến năm 2030, tỉnh có 12 đô thị, trong đó thành phố Phan Rang Tháp Chàm cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Theo nhận định, tham gia đầu tư tại Ninh Thuận có cơ hội bỏ vốn thấp, chi phí rẻ, ít rủi ro, trong khi cơ hội tăng trưởng cao. Quy hoạch Ninh Thuận đã được xây dựng có chất lượng, được đánh giá tốt, cơ hội tăng giá trị sau đầu tư. Đáng chú ý, thị trường bất động sản Ninh Thuận không có dấu hiệu sốt nóng nhưng đang có sức hút đầu tư mạnh và cho thấy dấu hiệu tăng trưởng ổn định. Năm 2023 có những cái điểm sáng cho thị trường của Ninh Thuận. Riêng ở Ninh Thuận thì là tỉnh đi sâu so với các tỉnh khác, thì về hiện tượng bong bóng bất động sản cũng như là những cái bất động sản sống ảo thì chúng ta không có. Thứ hai thì chúng ta có những điểm sáng tiếp theo, đó là vừa qua thì ngày 3 tháng 3 đó là cái lễ động thổ của cái dự án nhà ở thấp tầng của khu đô thị biển Bình Sơn K2, và đây là một trong những cái điểm sáng rất tốt để giúp cho cái thị trường Ninh Thuận trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, hiện các địa phương đang triển khai đầu tư xây dựng các khu dân cư bằng nguồn ngân sách như dự án khu dân cư phía Bắc đường 16 tháng 4, khu tái định cư bệnh viện tỉnh do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm làm chủ đầu tư, dự án khu dân cư khu đất hợp tác xã Phú Quý do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước làm chủ đầu tư,
dự án khu dân cư thôn Tri Thủy do Ủy ban dân huyện Ninh Hải làm chủ đầu tư, qua đó góp phần hoàn chỉnh hạ tầng đô thị, tạo thêm quỹ đất và nguồn cung cho thị trường bất động sản của tỉnh. Vừa rồi là bản tin kinh doanh và bất động sản. Sau đây, biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục điểm báo sáng nay. Xin mời anh Hoàng Phát. Cảm ơn anh Xuân. Mở đầu chuyên mục điểm báo sáng nay là bài viết trên báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam với nhan đề Trung Quốc thị trường lớn nhất của nông sản Việt Nam. Hai tháng năm 2023, mặt hàng rau quả của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc vẫn tăng tới hơn 17%. Đặc biệt, tính riêng tháng 2 năm 2023, thủy sản xuất khẩu sang nước này cũng tăng tới 33%. Như vậy, sau khi nước bạn xóa bỏ chính sách Zero Covid, xuất khẩu sang Trung Quốc bắt đầu có tín hiệu tích cực. Để định lượng được thị trường Trung Quốc, theo các doanh nghiệp, họ sẽ phải chủ động dành thời gian nguồn lực để tìm hiểu. Không có cơ quan hay đơn vị nào có thể làm thay họ việc này. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực định vị thương hiệu các loại nông sản Việt Nam tại thị trường Trung Quốc. Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong năm nay khoảng từ 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ. Việc thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu trên. Ngành đăng kiểm mong có cơ hội sửa sai là nhan đề bài viết đăng tải trên tờ VN Express. Bài báo cho hay, từ giữa tháng 12 năm 2022 đến nay, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, khởi tố gần 500 người của hơn 70 trung tâm về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Tại hội nghị trực tuyến với các trung tâm đăng kiểm toàn quốc do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức mới đây, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam bày tỏ quan điểm nhiều cán bộ đăng kiểm viên bị khởi tố, được tại ngoại, đã cố gắng đi làm với mong muốn tột cùng sửa chữa sai lầm của quá khứ, mong có cơ hội được sửa sai. Trước vấn đề này, các chuyên gia nhận định số người vi phạm so với toàn ngành là nhỏ, nhưng làm nhiều cán bộ đăng kiểm viên chân chính hoang mang. Ngành cần rút ra bài học về xây dựng đảng, chú trọng đạo đức. Mỗi cán bộ đảng viên, đăng kiểm viên cần tự soi, tự sửa mình. Nên xem thời gian này là thách thức để ngành đăng kiểm tìm thấy cơ hội thay đổi phát triển. Việc người dân bị làm phiền bởi sim rác không phải vấn đề mới. Nhưng đến nay, đây vẫn là vấn nạn nhức nhối, thậm chí còn là kẽ hở cho tội phạm công nghệ lợi dụng mạo danh để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Phản ánh vấn đề này, bài viết trên báo Quân đội Nhân dân thông tin, Việt Nam có 3 nhà mạng lớn là Viettel, Mobifone, Vinaphone chiếm 96% thị phần thuê bao. Hiện tại, tính cả 3 nhà mạng này còn khoảng 3,8 triệu thuê bao có thông tin sai lệch. Đây sẽ là kẽ hở cho các tổ chức tội phạm tận dụng mạo danh cá nhân để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, phát tán thông tin độc hại. Trước thực trạng trên, Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu các nhà mạng phải cương quyết dừng hoạt động của những thuê bao có thông tin không chính xác. Trong quá trình yêu cầu bổ sung tới các thuê bao có thông tin chưa chính xác, phải bảo đảm quyền lợi của người sử dụng, tránh làm ảnh hưởng đến các thuê bao đã có thông tin đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ trong việc phối hợp chuẩn hóa thông tin thuê bao. Một điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp theo chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những tin tức diễn ra trong tuần. Xin mời anh Xuân. Cảm ơn anh Hoàng Phát. Sau đây là những tin tức chính diễn ra trong tuần. Phiên giải trình các nội dung về công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục tại cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2022 tiếp tục làm việc với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và gặp mặt cựu cán bộ đoàn khu 6 lần thứ 11 năm 2023. Và một số tin quan trọng khác, mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Vừa rồi là những tin tức chính diễn ra trong tuần. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới, biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời anh Hoàng Phát. Cảm ơn anh Xuân. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm khu du lịch cộng đồng Phước Bình ở huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nên mới sáng nay khép lại tại đây. Anh Xuân và Hoàng Phát chúc quý vị và các bạn một tuần mới làm việc hiệu quả. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.